Hà Giang có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, địa hình hiểm trở thuận lợi cho việc tổ chức các môn thể thao mạo hiểm mang tính trải nghiệm cao. Phát huy lợi thế đó, thì tỉnh Hà Giang đã tổ chức rất nhiều hoạt động thể thao trong khuôn khổ lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 6 năm 2020. Những hoạt động này thì vừa tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, lại vừa kích cầu được du lịch và thu hút được nhiều hơn du khách đến với Hà Giang trong những tháng cuối năm. Với chủ đề tinh thần đá, giải trình diễn thi đấu xe ô tô mô tô địa hình tỉnh Hà Giang lần thứ 2 đã khai mạc ở huyện Yên Minh, thu hút hơn 100 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự. Các vận động viên phải vượt qua nhiều thử thách, từ đó lan tỏa tinh thần thi đấu vượt khó với nhiều thông điệp ý nghĩa. Chúng tôi muốn truyền đi rất nhiều thông điệp trong cuộc thi này, như lái xe an toàn, rồi đến với thiên nhiên một cách thân thiện, bảo vệ môi trường và mang đến một những cái màu sắc về những cái phương tiện vận hành, đặc biệt như xe Saika là một phương tiện đặc biệt. Mặc dù chưa chính thức khai mạc lễ hội Tam Giác Mạch, nhưng Hà Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao luân phiên tại 4 huyện trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn nhằm tạo thêm sức hấp dẫn cho môi trường du lịch. Đua thuyền kayak trên sông Miện và bay dù trên núi đôi Quản Bạ là sự lựa chọn của nhiều vận động viên khi chinh phục các danh thắng ở Hà Giang. Thành công của những hoạt động này giúp địa phương có cái nhìn tổng thể hơn trong định hướng khai thác, xây dựng những loại hình dịch vụ du lịch mang tính đặc trưng. Tôi thì rất là hạnh phúc vì được trải nghiệm những cung đường đua rất là đẹp ở Hà Giang. Hôm nay tôi có thể thi đấu với những vận động viên rất xuất sắc, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Mục đích là vừa là tạo ra một cái sân chơi mới cho các vận động viên về cái môn thể thao mạo hiểm. Đồng thời là cũng quảng bá hình ảnh du lịch của cao nguyên đá Đồng Văn cũng như là của Quản Bạ đến với du khách. Tổ chức các hoạt động thể thao gắn với kích cầu du lịch đang là hướng đi tích cực mà tỉnh Hà Giang đang hướng đến. Bởi trong xu thế phát triển, loại hình này không chỉ có những cơn gió lạ kích thích nhu cầu của du khách mà còn mang lại giá trị kép, giúp địa phương khai thác thế mạnh của vùng, xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ du lịch bền vững.